Chỗ này đẹp lắm, nhưng chỉ buổi sáng sớm mới có thôi. Ôi, đẹp quá đó mời. Hai bạn thấy mình hay chưa? Đẹp quá, mình chỉ muốn ở đây thôi. Ôi, con vòng kìa. Đẹp quá à. Đốm đâu rồi bụng bự? Mình cũng không thấy nữa. Đốm ơi Đốm. Đốm, bạn ở đây hả? Mình đang ở đâu vậy? Sao lạ quá vậy? Toàn là băng không à. Không lẽ... Các bạn nhìn kìa, mặt trời thật đẹp. Đâu? Ừ, đẹp quá à. Các bạn nghe thấy gì không? Hình như là tiếng chim kêu thì phải. Không đâu, hình như là chim non đằng kia kìa. Em bị lạc mẹ rồi, mẹ em đi mất tiêu rồi. Em đói quá. Tê to, bụng bự, có gì cho em mấy ăn không? Mình có kẹo sô-cô-la nè. Em sao vậy? Em nhớ mẹ, tìm mẹ cho em đi. Nhưng mẹ em đâu? Mẹ em đi trước, em bị lạc lại phía sau. Mình giúp em ấy tìm mẹ đi các bạn. Bằng cách nào? Mình cùng nhau bơi về phía trước đi. Được đó. Mệt quá đúng ơi. Mình cũng vậy. Nhưng mình phải cố gắng đi tìm mẹ giúp em ấy đi. Tội nghiệp chim non, không có mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ, mẹ em kìa đi các bạn. Mẹ, mẹ. Không ngoan. Nhờ các anh chị này giúp con đó mẹ. Cảm ơn các cháu. Không có chi đâu cô ơi. Giúp đỡ người khác là việc nên làm mà cô. Các cháu thật ngoan. Thôi cô phải tạm biệt các cháu rồi, để đi kịp với đàn. Chào mấy anh chị nha. Dạ. Ôi, giúp đỡ người khác thật là thích. Ồ, mình bay được rồi. Thì ra giúp đỡ người khác là sẽ thành thiên sứ. Giờ mình đi đâu đây? Mình đi ngắm mặt trời đi. Ừ, được đó.